xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, đã gần 2 tuần kể từ ngày xét xử đại án Vạn Thịnh Phát với hàng loạt tình tiết mới được đưa ra ánh sáng, vụ án vẫn liên tục nhận được sự quan tâm đến từ phía dư luận. Sáng ngày 21 tháng 3, Tòa án Nhân dân TP.HCM tiếp tục phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 85 bị cáo với nhiều tội danh khác nhau. Trong phiên tòa sáng ngày 21 tháng 3, chủ tọa đã công bố đơn của bà Trương Mỹ Lan về mong muốn khắc phục hậu quả cho chồng và cháu gái. Cụ thể ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Chủ tọa phiên tòa đã công bố đơn của bà Trương Mỹ Lan gửi đến hội đồng xét xử trong quá trình diễn ra phiên tòa. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan xin hội đồng xét xử xem xét số tiền thuộc sở hữu của bà khoảng 1.350 tỷ đồng. Trong đó, 1.000 tỷ do bị cáo Nguyễn Cao Trí khắc phục hậu quả và 350 tỷ đồng là do các cá nhân khác trả cho bà. Số tiền 1.350 tỷ đồng này, bà muốn khắc phục hậu quả cho cháu gái là bị cáo Trương Huệ Vân. Đồng thời, bà Trương Mỹ Lan cũng mong muốn chuyển 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho chồng là ông Chu Lập Cơ. Bào chữa cho bị cáo Chu Lập Cơ, luật sư không tranh luận về tội danh mà bị cáo bị truy tố. Luật sư nói rằng bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng, nhưng mức án Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị từ 10 đến 11 năm tù là quá nghiêm khắc. Luật sư cho biết, trong bối cảnh muốn hợp nhất 3 ngân hàng thành ngân hàng SCB thì nợ xấu các ngân hàng này quá nhiều. Từ đó, bị cáo Trương Mỹ Lan đã kêu gọi đầu tư, vận động người thân tìm nguồn tài chính đưa vào tái cơ cấu, trong đó có tòa nhà Times Square là tài sản của bị cáo Chu Lập Cơ. Tại tòa, lời khai của những người liên quan đều thấy rõ bị cáo Trương Mỹ Lan có rất nhiều tài sản nên bị cáo Chu Lập Cơ tin tưởng, đồng ý cho bị cáo Trương Mỹ Lan mượn để thế chấp. Thưa quý vị, liên quan đến phiên tòa xét xử đại án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đã ngất xỉu, đổ xuống khi nghe đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình. Chiều 19 tháng 3, sau phần luận tội, đại diện cơ quan công tố tại tòa đề nghị tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan về tội tham mô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tổng hợp hình phạt mức án tử hình. Khi nghe đến mức án này, bà Trương Mỹ Lan đã ngất xỉu. Ông Chu Lập Cơ bị đề nghị từ 11 đến 12 năm tù. Trương Huệ Vân, cháu gái và là con nuôi của Trương Mỹ Lan bị đề nghị từ 19 đến 20 năm tù. Các bị cáo khác là cựu lãnh đạo ngân hàng SCB gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không thể khắc phục. Bùi Anh Dũng, trung thân. Võ Tấn Hoàng Văn, trung thân. Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị mức án đối với 5 bị cáo đang bị truy nã và được xét xử vắng mặt. Cụ thể, Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch ngân hàng SCB, trung thân. Bị cáo Trầm Thích Tồn, thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB, bị đề nghị 15 đến 16 năm tù. Nguyễn Thị Thu Sương, cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, bị đề nghị 16 đến 17 năm. Nguyễn Lâm Anh Vũ, phó giám đốc ngân hàng SCB chi nhánh Bến Thành, bị đề nghị từ 12 đến 13 năm. Trương Minh Dũng, phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB đang bỏ trốn, bị đề nghị 16 đến 17 năm tù. Nhóm các bị cáo là cán bộ thanh tra, bà Đỗ Thị Nhàn, nguyên cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 cục 2, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước, trung thân về tội nhận hối lộ. Bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bị cáo Nguyễn Văn Hưng, nguyên phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước, bị đề nghị 14 đến 15 năm tù cùng tội danh. Nguyễn Thị Phụng, phó cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 cục 2, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước, bị đề nghị 4 đến 5 năm tù. Các bị cáo khác bị đề nghị từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo từ 3 đến 4 năm tù. Nhóm các bị cáo là cán bộ thanh tra giám sát thuộc ngân hàng nhà nước chi nhánh TP.HCM bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm Nguyễn Văn Dũng, phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh TP.HCM 11 đến 12 năm, Nguyễn Thị Phi Loan, nguyên phó chánh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh TP.HCM 6 đến 7 năm, Võ Văn Thuần, phó chánh thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh TP.HCM 7 đến 8 năm, Phan Tấn Trung, phó chánh thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước chi nhánh TP.HCM 7 đến 8 năm, Nguyễn Tín, nguyên thanh tra viên, phó trưởng phòng thanh tra hành chính giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng cục thanh tra giám sát ngân hàng TP.HCM cục hai cũ thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước 5 đến 6 năm. Nguyễn Cao Trí bị đề nghị 10 đến 11 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường toàn bộ số tiền 677.000 tỷ đồng và lãi phát sinh thiệt hại cho SCB. Đối với Nguyễn Cao Trí, tạm giữ tiền, kê biên bất động sản của Trí để đảm bảo thi hành án. Tiếp tục kê biên tài sản của Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.
với 1.169 bất động sản, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giải quyết theo quy định pháp luật. Các mã tài sản đang thế chấp tại SCB, giao cho SCB thu hồi nợ. Cơ quan công tố đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi, tự nguyện khắc phục thiệt hại, trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan. Liên quan đến những sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM nêu quan điểm, bị cáo Lan phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước. Ngoài ra, đại diện Viện Kiểm sát còn cho rằng bị cáo Lan không hề ăn năn, còn đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền và các bị cáo khác ở SCB. Sáng ngày 19 tháng 3, Tòa án Nhân dân TP HCM tiếp tục phiên xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gọi tắt là Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Đây là ngày xét xử thứ 10. Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM thực hiện quyền công tố bắt đầu phần luận tội đối với 86 bị cáo trong vụ án. Theo đó, hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức, làm mất niềm tin của nhân dân. Quá trình điều tra vụ án cũng đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan. Từ ngày bắt đầu diễn ra phiên xử, ngày 5 tháng 3, bị cáo Trương Mỹ Lan liên tục phủ nhận hành vi phạm tội mà cáo trạng cáo buộc. Trong khi đó, nhóm lãnh đạo cán bộ SCB là những người am hiểu pháp luật, giỏi chuyên môn thừa nhận tiếp tay cho bị cáo Trương Mỹ Lan rút ruột ngân hàng. Tổng thiệt hại được xác định là 498.000 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân TP HCM nêu quan điểm bị cáo Lan phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước. Đây là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Ngoài ra, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân còn cho rằng bị cáo Lan không hề ăn năn, còn đổ lỗi cho nhân viên dưới quyền và các bị cáo khác ở SCB, do đó cần nghiêm trị tương xứng đối với hành vi phạm tội. Vị đại diện nhận định đến trước thời điểm tái cơ cấu SCB, ngày 1 tháng 1 năm 2012, bị cáo Trương Mỹ Lan đã sở hữu trên 80% cổ phần của SCB thông qua Công ty Cổ phần Tài chính Việt Vĩnh Phú và các cổ đông khác đứng tên thay. Đến năm 2018, tỷ lệ cổ phần SCB mà bị cáo Lan nắm là hơn 91%. Với quyền lực cổ đông, bị cáo Lan dễ dàng điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB ngay từ khi hợp nhất đến khi khởi tố vụ án. Nhìn lại những tình tiết nổi bật trước khi Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan. Trong những ngày xét hỏi vừa qua, cũng giống như tại cơ quan điều tra, bị cáo Trương Mỹ Lan không nhận tội. Theo cáo buộc, sau khi hợp nhất 3 ngân hàng thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, ngân hàng SCB bà Trương Mỹ Lan nắm giữ 91,5% cổ phần. Nằm trong tay SCB, bà Trương Mỹ Lan đã thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng này, sử dụng SCB như một công cụ tài chính, huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác, sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống phục vụ cho mục đích cá nhân. Trong vòng 10 năm, từ 2012 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB 498.000 tỷ đồng, trong khi các bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên của ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngay cả bị cáo Chu Lập Cơ, chồng của bà Trương Mỹ Lan và cháu gái Trương Huệ Vân đều thừa nhận hành vi phạm tội và khai làm theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan thì bà Lan vẫn một mực không nhận tội. Tại phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận cáo buộc của Viện Kiểm sát. Bà Lan cho rằng bản thân chỉ nắm giữ 4,9% cổ phần SCB, hai người con gái mỗi người 5% và 30% là của cổ đông nước ngoài. Các bạn bè ở Việt Nam nắm 30%. Khi chủ tọa đặt câu hỏi, tất cả những người có cổ phần tại SCB đều khai là đứng tên dùm bị cáo. Bị cáo giải thích gì về điều này? Bà Lan khai bạn bè của bị cáo là Việt Kiều, Canada, Úc. Theo quy định không được đứng tên mua cổ phần nên phải tìm người Việt Nam đứng tên giúp. Trước lời khai này của bị cáo, chủ tọa đặt câu hỏi, bị cáo nghĩ gì về việc cả chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, lãnh đạo, cán bộ của SCB và tập đoàn Vạn Thịnh Phát đều khai làm theo chỉ đạo của bị cáo. Ngay cả các bị cáo của đoàn thanh tra ngân hàng nhà nước đều khai trình độ quản trị của các lãnh đạo SCB là rất yếu, không theo quy định của ngân hàng nhà nước, phải làm theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Bị cáo Trương Mỹ Lan vẫn khẳng định mình không có nghiệp vụ ngân hàng, không hề điều chỉnh, chỉ đạo gì về hoạt động của ngân hàng SCB. Về cáo buộc đưa người thân tín vào SCB nắm giữ các chức vụ quan trọng, bà Lan khẳng định những người ở SCB không phải thân tín của mình. Dù không nhận tội nhưng bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị dùng tài sản là bất động sản công ty của mình, gồm bất động sản dự án cổ phần tại những công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để khắc phục hậu quả, trong đó có tòa nhà Capital Palace và khách sạn Daewoo đều ở quận Ba Đình, Hà Nội. Tuy nhiên, bà Lan lại xin giữ lại căn biệt thự cổ
ở 112 Võ Văn Tần, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh vì lý do bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa cho Việt Nam. Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.